Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 27 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, làng Bắc Tiểu Tây nằm cách sông Gia Khẩu khoảng 2 km về phía thượng nguồn. Vào lúc 21 giờ ngày thứ Bảy, Cục Thủy lợi thành phố Bắc Kinh và Cục Khí tượng thành phố đã đưa ra cảnh báo rủi ro về thiên tai dòng chảy trên núi, cho thấy nguy cơ xảy ra thiên tai dòng chảy trên núi ở thượng nguồn sông là rất có thể xảy ra. Sau khi nhận được cảnh báo, quận Phương Sơn đã ngay lập tức tổ chức cho 62 hộ gia đình và 84 nhân khẩu ở làng Bắc Tiểu Tây hoàn thành việc di chuyển và tái định cư. Hiện tại, an ninh vật chất của khu tái định cư là đủ và Ủy ban thôn đã thực hiện các biện pháp đóng mương và tiếp tục chú ý đến mưa. Theo Cục Khí tượng, từ đêm thứ Bảy đến rạng sáng Chủ nhật, khu vực Bắc Kinh có mưa to, miền Trung và miền Nam cũng có mưa to, một số nơi ở Phòng Sơn và Mã Đầu Câu có mưa to. Theo thống kê, từ 20 giờ ngày thứ Bảy đến 17 giờ chiều Chủ nhật, lượng mưa trung bình ở Bắc Kinh là 89,6mm, khu vực nội thành trung bình là 102,4mm, tổng cộng có 251 trạm có lượng mưa vượt quá 100mm. Hiện tại, Bắc Kinh vẫn đang trong tình trạng cảnh báo mưa bão màu đỏ, cảnh báo sấm sét màu vàng và cảnh báo gió giật mạnh màu xanh. Cục Khí tượng nhận định, quá trình mưa kéo dài, lượng mưa tích lũy cực lớn, nguy cơ thiên tai cao. Lượng mưa tích lũy trong thành phố sẽ đạt mức mưa to. Một số khu vực ở Phòng Sơn, Mã Đầu Câu, Sương Bình, Thạch Cảnh Sơn, Phượng Đài, Hải Điến, Diên Khánh, Đại Hưng và các huyện khác có thể đạt mưa lớn. Trong đó, từ chiều tối ngày 25 tháng 8 đến đêm ngày 26 tháng 8 có mưa rõ rệt, hầu hết các khu vực có mưa to, có nơi mưa to cục bộ. Ngày 27 tháng 8, lượng mưa suy yếu dần. Triệu Vi, trưởng dự báo thời tiết của Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh, tối ngày 27 tháng 8 thông báo rằng có mưa lớn ở khu vực Bắc Kinh từ tối ngày thứ Bảy đến ngày Chủ nhật. Nam Bộ có mưa dông lớn, đặc biệt mưa dông lớn ở Phòng Sơn và Mã Đầu Câu từ 20 giờ ngày thứ Bảy đến 17 giờ ngày Chủ nhật. Lượng mưa trung bình trong thành phố là 89,6mm và trung bình của khu vực đô thị là 102,4mm, tổng cộng có 251 trạm có lượng mưa vượt quá 100mm. Lượng mưa lớn nhất xảy ra ở Tam Lưu Thủy, Phòng Sơn với lượng mưa tích lũy là 296,8mm. Khi hoàn lưu tàn dư Doxury tiếp tục di chuyển về phía Bắc, lượng mưa lớn đang đến. Hiện tại Bắc Kinh vẫn đang được cảnh báo về mưa bão đỏ, sét vàng và gió xanh. Theo các báo cáo, quá trình mưa kéo dài, lượng mưa tích lũy cực lớn, nguy cơ thiên tai cao. Dự kiến mưa sẽ tiếp tục kéo dài từ tối Chủ nhật đến đêm ngày 27 tháng 8. Lượng mưa tích lũy trong thành phố sẽ đạt mức mưa to. Một số khu vực ở Phòng Sơn, Mã Đầu Câu, Trường Bình, Thạch Cảnh Sơn, Phượng Đài, Hải Điến, Diên Khánh, Đại Hưng và các quận khác có thể có mưa lớn. Ngày 27 tháng 8, lượng mưa suy yếu dần, mưa tương đối đều, có mưa vừa đến mưa vừa. Dựa trên các tin tức trước đó, tính đến 10 giờ sáng ngày thứ Bảy, Triều Dương, Bắc Kinh đã chuyển 1.937 người. Lũ quét xảy ra tại làng Bắc Tiểu Tây, Chu Khẩu Điếm, Phòng Sơn, Bắc Kinh. May mắn thay, sau khi nhận được cảnh báo sớm vào tối ngày thứ Bảy, quận Phòng Sơn đã ngay lập tức tổ chức di rời và tái định cư toàn bộ 62 hộ gia đình và 84 nhân khẩu tại làng Bắc Tiểu Tây. Ngoài ra, 257 dân làng ở thị trấn Thanh Long Hồ bên bờ sông Đại Sư thuộc quận Phòng Sơn, những người thường sống trong những ngôi nhà đổ nát, vùng trũng, dễ bị ngập úng và khu vực dễ xảy ra thiên tai, đã chuyển đến hai khách sạn gần đó để lánh nạn. Ủy ban huyện Tuấn Phường Sơn đã ngay lập tức huy động các tổ chức đoàn thanh niên các cấp trong huyện tham gia tuyến đầu kiểm soát lũ lụt. Đồng thời tổ chức huy động 3 tổ chức tình nguyện cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp và 26 tổ chức xã hội với tổng số hơn 300 tình nguyện viên bám sâu vào cộng đồng, thôn bản, tham gia các hoạt động tình nguyện như trực cấp cứu, khơi thông hệ thống thoát nước, kiểm tra phòng chống lụt bão và tuyển dụng hơn 200 người được sử dụng làm đội dự bị khẩn cấp. Cục Quản lý Giao thông thành phố Bắc Kinh đã đưa ra một kế hoạch đi lại cấp cao, cảnh sát giao thông phối hợp đảm bảo trật tự giao thông dưới trời mưa. Để đối phó với mưa, Cục Kiểm soát Giao thông Công an thành phố Bắc Kinh đã đưa ra kế hoạch đi lại cấp cao kể từ ngày 26 tháng 8, bổ sung 1.063 chốt cho các đường đô thị lớn, đường cao tốc và đường núi, 120 đoạn dễ ngập nước,
484 cầu lõm. Tại các điểm xung yếu, bố trí toàn bộ lực lượng tại chỗ kết hợp với các ngành chức năng tiêu thoát nước nhanh. Đối với các hầm dài, các đoạn rãnh sâu, đường miền núi, sạt lở, tai biến địa chất cao thì dựa vào lực lượng tuần đường, tuần tra công nghệ và các phương tiện khác để tăng cường tuần tra và canh gác. Cục Quản lý Giao thông Hàng không Bắc Trung Quốc đã đưa ra cơ chế phản ứng cấp 1 của Ủy ban Quản lý Vận tải Sân bay Thủ đô. Các hoạt động kiểm soát không lưu cũng đang được phối hợp một cách có trật tự. Vào lúc 6 giờ ngày 27 tháng 8, Cục Quản lý Không lưu Bắc Trung Quốc đã ra mắt cơ chế phản hồi cấp 1 của Ủy ban Quản lý Giao thông Vận tải Sân bay Thủ đô. Tính đến 11 giờ 20 phút, Cục Quản lý Không lưu Bắc Trung Quốc đã đảm bảo 366 chuyến bay đến và đi tại sân bay Thủ đô, 242 chuyến bay đến và đi tại sân bay Đại Hưng và 2 chuyến bay vận chuyển nội địa đúng giờ. Cục Khí tượng cũng nhắc nhở ngày 27 tháng 8 cố gắng tránh ra ngoài khi mưa to gió lớn. Những người làm việc ngoài trời như trực ca, chuyển phát nhanh nên chú ý an toàn của bản thân. Người dân gặp mưa to gió lớn khi lái xe nên tìm nơi đỗ xe ở nơi an toàn, càng sớm càng tốt. Đồng thời sơ tán những người trên xe đến nơi an toàn, càng sớm càng tốt, không lái xe trong nước. Ngoài ra, vui lòng không đến các vùng núi, sông, khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra thiên tai địa chất, không ở dưới nhà cao tầng, biển quảng cáo, công trình tạm bợ hoặc cây to. Được biết, đội cứu hộ Blue Sky Bắc Kinh đã công bố các số cứu hộ khẩn cấp 24 giờ mỗi quận để hỗ trợ người dân trong các tình huống khẩn cấp. Hôm thứ Bảy, tại Tuyền Châu, Phúc Kiến, do chịu ảnh hưởng của cơn bão Doksuri, thành phố Nam An bất ngờ đổ mưa lớn. Bà Hoang, chủ một cửa hàng trang sức địa phương cho biết, tài sản trong cửa hàng đã bị nước đọng cuốn trôi và ít nhất 5 triệu nhân dân tệ. Cô Hoàng cho biết cô đã thực hiện một số biện pháp phòng ngừa từ trước nhưng không có kết quả, cô gần như bị cuốn trôi. Vì lý do nào đó, chủ cửa hàng trang sức ở thành phố Nam An, Tuyền Châu, Phúc Kiến này đã không chuẩn bị cho phù hợp. Chẳng lẽ là bởi vì tài sản là vàng ròng quá phong phú trong cửa hàng trang sức quá nhiều cho nên cảm thấy không cần đặc biệt bảo hộ. Được biết, cửa hàng trang sức này là một thương hiệu lâu đời của địa phương và nổi tiếng với đồ trang sức chất lượng cao và tay nghề thủ công tinh xảo. Tuy nhiên, cơn mưa bất chợt này đã thay đổi hoàn toàn mọi thứ. Trước khi mưa bão đến, cô ấy mới mua một đợt hàng mới và định tổ chức sự kiện vào tháng này. Cô ấy hoàn toàn không nhận ra mối đe dọa của lũ lụt và cửa hàng vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, khi cơn mưa bão ập đến, nước gần cửa hàng dần dâng cao, cô đã linh cảm được điều đó và thực hiện một số biện pháp phòng tránh. Tuy nhiên, cơn mưa bão có sức tàn phá quá mạnh và các biện pháp phòng thủ của cô đều vô ích. Cô Hoàng chỉ cao 1,63m và nước tràn vào cửa hàng đã dâng cao qua cổ cô. Cửa cuốn của cửa hàng bị lũ cuốn trôi, cửa sổ trang sức cũng bị cuốn trôi ra đường, toàn bộ cửa hàng gần như bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Cô Hoàng chỉ biết bất lực nhìn lũ cuốn trôi quầy trang sức và cửa cuốn trong cửa hàng. Toàn bộ cửa hàng trong tích tắc rơi vào cảnh hỗn loạn. Cuối cùng, cửa hàng bị ngập nước. Chủ tiệm nhìn thấy cảnh này, trái tim như bị xuyên thấu, nhưng sức mạnh của dòng lũ vượt xa sức tưởng tượng của cô. Nhìn những viên ngọc quý mình vất vả kiếm được bao năm trong nháy mắt biến mất, không thể cứu vãn. Sau cơn mưa lớn, con đường nhếch nhác, cành cây vương vãi khắp đường, mọi người đang thu dọn đống hỗn độn. Những quầy hàng này bị lũ cuốn trôi ra đường, vàng bạc châu báu thực sự không còn sót lại. Mọi người xúm lại, bàn tán xôn xao, nhặt được một số đồ và đãi vàng ven đường. Nhiều người dân cũng đã hỗ trợ tìm kiếm, sau khi tìm được thì tùy ý trả lại cho chủ tiệm. Theo ước tính sơ bộ, thiệt hại của cửa hàng trang sức này lên tới ít nhất 5 triệu nhân dân tệ. Ngoài đồ trang sức bị mất, đồ nội thất, đồ trang trí và thiết bị trong cửa hàng cũng bị hư hại nghiêm trọng. Chủ cửa hàng bất lực nói rằng, đây chắc chắn là một thảm họa đối với họ và sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến hoạt động của cửa hàng. Trận lũ này không chỉ lấy đi 5 triệu viên ngọc quý mà còn hủy hoại niềm tin và sự chăm chỉ của chủ cửa hàng. Cô Hoàng và gia đình cảm thấy áp lực tinh thần nặng nề và mệt mỏi về thể chất. Trước sự mất mát quá lớn đó, bà chủ cửa hàng trang sức đã rơi vào tuyệt vọng và suy sụp. Cô nghĩ rằng sau một thời gian dài phục hồi khó khăn, cô có thể sẽ đứng vững trở lại. Nhưng vết thương lòng do trận lũ dữ để lại có thể mãi khắc sâu trong lòng cô. Cô Hoàng nói rằng những đồ trang sức này là do cô làm việc chăm chỉ tích lũy trong nhiều năm và chúng đều là đồ đạc của bà. Cô đã hy vọng rằng những đồ trang sức này sẽ mang lại cho cô một số thu nhập và giúp cô cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên bây giờ hy vọng của cô đã hoàn toàn bị phá hủy. Cô hy vọng rằng chính phủ có thể giúp đỡ và hỗ trợ để các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai có thể hoạt động trở lại bình thường càng sớm càng tốt.
Cô cũng hy vọng rằng những công dân có lương tâm nếu tìm thấy đồ trang sức bị rửa trôi có thể trả lại cho cô ấy hoặc ít nhất là trả cho cô ấy một mức giá hợp lý. Cô không muốn từ bỏ sự nghiệp của mình, cô dự định sẽ tiếp tục làm việc đó. Sự mất mát này đối với cô không chỉ là về tài chính mà còn là sự đau buồn về tâm lý. Lúc này mới thấy an toàn tính mạng của người dân là quan trọng nhất trước thiên tai. Mặc dù thiệt hại về tài sản mà cô Hoàng phải chịu là rất lớn, nhưng may mắn là không có thương tích nào được báo cáo. Điều này chứng tỏ rằng chính quyền thành phố Nam An và các ban ngành liên quan đã thực hiện các biện pháp cảnh báo sớm hiệu quả trước khi cơn bão đến và sơ tán cư dân kịp thời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Thiên tai lần này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho cá nhân cô Hoàng mà còn gây thiệt hại lớn cho người dân và doanh nghiệp ở thành phố Nam An, Tuyền Châu, đồng thời ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và trật tự xã hội địa phương. Lũ lụt làm tê liệt giao thông đường phố, làm ngập các khu thương mại và làm hư hại nhiều cửa hàng. Người dân địa phương đã được khẩn trương di rời, tìm nơi trú ẩn an toàn. Các ban ngành liên quan của địa phương đã triển khai công tác cứu hộ khắc phục hậu quả. Được biết, chính quyền thành phố Tuyền Châu đã triển khai cơ chế cứu hộ khẩn cấp và cử một số nhóm công tác đến các khu vực bị thiên tai khác nhau để cứu hộ và điều tra. Thị trưởng Trần Mẫu Mỗ cũng đích thân đến hiện trường chỉ đạo và bày tỏ lời chia buồn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc về những thiệt hại do trận mưa lớn gây ra và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp những người dân bị ảnh hưởng lập lại trật tự cuộc sống. Chúng tôi cũng kêu gọi mọi người, các tầng lớp xã hội và nhân dân tích cực tham gia cứu hộ, quyên góp, cùng nhau vượt qua khó khăn. Cơ quan công an cũng đã phát thông báo nhắc nhở người dân chú ý đề phòng các loại tội phạm như trộm, cướp có thể xảy ra trong mưa lũ. Cục Công an cho biết đã tăng cường tuần tra giám sát các khu vực bị ảnh hưởng. Một khi có kẻ lợi dụng lũ lụt để thực hiện các hoạt động phi pháp sẽ thẳng tay trấn áp và xử lý, bảo vệ tài sản và sự an toàn của họ và không tự ý đi vào khu vực ngập nước để tránh tai nạn. Chắc chắn rằng bão là thiên tai không thể dự đoán và kiểm soát, nhưng chúng ta có thể giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra bằng cách tăng cường cơ chế cảnh báo sớm và quy hoạch xây dựng đô thị hợp lý. Và ngay cả khi việc xung quanh bãi đáp sẽ có mưa lớn không phải là lẽ thường tình, nhưng đó là lẽ thường tình ở các vùng ven biển. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Tuyền Châu gặp phải những thiên tai thiên nhiên tương tự, chẳng hạn như khi cơn bão Lekima đổ bộ vào Tuyền Châu vào năm 2019, chính quyền đã nhanh chóng đưa ra phương án khẩn cấp và tổ chức nhân sự dốc hết sức để ứng cứu, đồng thời người dân cũng tích cực tham gia vào các hoạt động chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai, cung cấp vật liệu sinh hoạt và hỗ trợ tâm lý cho những người bị ảnh hưởng. Cuối cùng, với nỗ lực chung của toàn xã hội, Tuyền Châu đã giải quyết thành công thiên tai nghiêm trọng này. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại!